Một ngày nọ sau khi tan học, Xin được một cô bạn tán tỉnh khen ngợi xe của anh ta thật đẹp. Chuyện sẽ chẳng có gì khi bạn trai của cô ấy đang âm thầm quan sát. Lên cơn ghen, Clay tiến đến gây sự với Xin, cả hai lời qua tiếng lại, hơn thua nhau về độ hiểu biết các động cơ của chiếc xe mà mình sở hữu. Hắn kích động khi bị Xin chế nhạo về kiến thức xe cộ của mình, bị châm chọc giữa đám đông. Nhìn thấy Xin rời đi, Clay ném quả bóng làm vỡ kính xe của cậu ấy. Không hề nhịn nhục, Xin đối diện với kẻ thích gây sự, trên tay anh còn cầm theo hung khí. Nhìn thấy tình hình hai bên căng thẳng, Cindy đã gợi ý cho họ giải quyết xung đột bằng một trận đua. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là cô ấy. Trận đua bắt đầu với hai tay đua trẻ tuổi, nhưng mọi chuyện không dễ dàng với Xin vì đám bạn của Clay đã liên tục chặn đường anh. Với mọi cố gắng của mình, Xin cũng đã vượt qua họ, rút ngắn khoảng cách với Clay. Băng qua những chướng ngại vật, vì muốn chạy nhanh hơn, Xin đã đi đường tắt, rẽ vào một con hẻm, nhưng không ngờ đó lại là một ngõ cụt, không thể quay đầu lại. Anh ta lái chiếc xe xuyên qua căn nhà phía trước mặt và đuổi kịp Clay. Vì không muốn mất bạn gái, Clay cố tình đâm liên tiếp vào xe của Xin, không thể nào nhịn được, Xin cũng có hành động phản ứng lại. Vì quá kích động, Clay đã nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe mất lái. Một tai nạn xảy ra, xe của Clay đâm thẳng vào ống bê tông phía trước. Xin cố gắng điều khiển chiếc xe, nhưng tốc độ quá nhanh nên anh không thể làm chủ được. Cuối cùng chiếc xe bị lật văng ra xa, sau đó vỡ tan tành. Tuy vậy, Xin vẫn được tính là đã chiến thắng ở vòng đua này. Mặc dù trong người đang bị thương, anh vẫn giữ nụ cười trìu mến với Cindy. Cả ba người và hai chiếc xe đều bị bắt. Gia thế giàu có của Clay và Cindy đã giúp họ thoát khỏi sự trừng phạt. Cảnh sát gặp mẹ của Xin và trình bày về vi phạm của con trai bà, đua xe trái phép, phá hoại của công, và đây là vụ thứ ba của cậu ấy. Mẹ của Xin cũng vì những việc đó mà chuyển nhà hai lần. May mắn vì chưa đủ 18 tuổi, cảnh sát mách họ một cách để giúp Xin tránh bị giam giữ hoặc bỏ tù. Anh được gửi đến Nhật Bản sống với cha mình, một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ đóng tại Tokyo. Anh đã tự túc đi một mình không ai đưa đón. Từ nay Xin sẽ phải sống dưới sự quản thúc của cha, chỉ đi học và về nhà, cấm tuyệt đối lại gần chiếc xe để tránh gây thêm phiền phức. Vào ngày đầu tiên đến trường, Xin khá khó khăn với việc đón tàu điện ngầm. Vì vậy anh đã đến lớp muộn, cô giáo lại nói toàn tiếng Nhật khiến anh vô cùng bối rối. Vào giờ ăn trưa, một bạn học tên Twinkie đã chủ động đến làm quen với Xin nhằm quảng cáo bán một vài món đồ. Xin có vẻ như không quan tâm lắm. Đến khi anh thật sự bị thu hút bởi chiếc vô lăng của Twinkie, biết cả hai có cùng niềm đam mê xe cộ, Twinkie đã giới thiệu cho Xin về thế giới đua xe ngầm ở Nhật Bản. Sau khi lái xe đến một triển lãm xe hơi dưới lòng đất trong chiếc Volkswagen Touran năm 2005 của Twinkie, Xin đã gặp được Mila ở đây, cô bạn học cùng lớp. Một lần nữa không may khi cô ấy lại là bạn gái của Takashi, một thanh niên hổ báo làm việc cho Yakuza. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của Twinkie, Xin vẫn muốn đối đầu với người đàn ông này. Thay vì nhịn nhục và cút khỏi đây, nhờ một người trong nhóm Takeshi cho mượn xe, Xin đã có phương tiện để tham gia vào cuộc đua, mặc dù anh vẫn đang bị cấm lái xe. Đó là một chiếc Nissan Silvia đáng mơ ước, nhưng đoạn đường hầm ở đây vốn nhiều chướng ngại vật, nó gây ra nhiều khó khăn cho Xin. Anh ta không quen với việc đua xe ở địa hình ngắn và chật hẹp, kết quả không những thua cuộc, anh ta còn phá hỏng đi chiếc xe của Han. Sáng hôm sau, Han đến trường tìm Xin và yêu cầu anh ta phải làm việc cho mình để trừ nợ. Xin được đưa đến một nhà tắm hơi công cộng. Mục đích là thu tiền nợ từ người đàn ông có hình xăm móng vuốt trên lưng, sau khi bị vứt ra ngoài vài lần rồi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cảm thấy Xin cũng được việc, Han quy định cho Xin làm dịch vụ vận chuyển hàng cho mình. Ngược lại, Xin sẽ đồng ý nếu được Han dạy cho cách đua xe theo phong cách Nhật Bản. Điều này dẫn đến việc bộ đôi trở thành bạn bè, vì Xin là người duy nhất sẵn sàng đứng lên chống lại Takashi. Xin được Han đưa đến căn cứ bí mật của mình. Đó là một Disneyland dành cho giới trẻ thác loạn, nhưng điều khiến Xin cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi nhất, đó chính là con Mitsubishi Evo 2006 màu đỏ mà Han đồng ý cho anh mượn để tập luyện. Về cơ bản, thì Jeep là quá trình liên kết các thao tác điều khiển khiến cho bánh ô tô trượt trên đường. Người Jeep chủ động làm cho bánh xe bị trượt đi nhưng vẫn có thể điều khiển xe theo ý mình. Cơ bản là như vậy, nhưng thực chất còn rất nhiều điều phức tạp hơn thế ẩn chứa trong môn nghệ thuật này. Sau khi được mục sở thị bởi tay lái của Han, sáng hôm sau Xin được đưa đến một ngọn núi để thực hành các kỹ năng Jeep. Kể từ đó, ban ngày anh chăm chỉ luyện tập, ngoài giờ học ra, ban đêm Xin đến chỗ của Han để phụ giúp các công việc trong thế giới ngầm. Thời gian rảnh rỗi, anh cùng Twinkie đi bán hàng rong để kiếm thêm tiền trả nợ. Sau một thời gian, Xin đã bị thế giới ngầm lôi cuốn, anh quyết định chuyển hẳn đến ở cùng Han để tiện cho việc học cách đua xe kiểu Jeep và làm việc. Cuối cùng Xin cũng đã thành thạo sau nhiều ngày luyện tập. Anh tham gia vào một trận đua với Morimoto, tay sai của Takashi. Khi vào các khúc cua, Xin điều khiển tốt tốc độ. Chiếc xe trượt theo đúng kỹ thuật mà không hề gây bất cứ va chạm nào. Mọi nỗ lực của Xin đều đã được đền đáp. Chiếc xe của Xin trượt lên đến tầng thượng. Anh nhận lấy chiến thắng vẻ vang của mình và sự tán thưởng hô hào của cổ động viên.
sinh cùng Nila đi ăn mừng chiến thắng và biết rằng sau khi mẹ Nila qua đời, cô chuyển đến sống với bà của Takashi và họ quen biết nhau từ đó cho đến tận bây giờ. Kết thúc tại quán ăn, Nila đưa Shin đi Jeep trên một ngọn núi, cùng nhau tâm sự về niềm đam mê tốc độ. Đây cũng là dãy núi mà Takashi đã từng chinh phục. Thật không may, Takashi đã biết được mối quan hệ giữa bạn gái mình và Shin. Sáng hôm sau, Takashi đưa người đến trừng trị Shin và yêu cầu anh tránh xa Nila. Mang khuôn mặt bầm dập đến trường, Nila nhìn thấy những vết thương của Shin. Cô nhận ra đó là do Takashi làm. Cô đến gặp Takashi và nói tất cả đã chấm dứt. Mặc kệ những lời đe dọa, cô vẫn quyết định bỏ đi, rời khỏi Takashi. Cô chuyển đến sống với Shin và Han. Vào một ngày, Kamata, người đứng đầu Yakuza, đồng thời cũng là chú của Takashi, ông ta nhận ra sổ sách tài khoản của cháu mình có vấn đề. Thì ra Han đã lén lấy hết đối tác làm ăn của họ khiến doanh số của tổ chức giảm đáng kể mà Takashi không hề hay biết. Bị khiển trách, Takashi đến tìm gặp Han để làm rõ việc Han tự kiếm mối làm ăn riêng. Nhìn thấy Nila đang ở cùng Shin, máu điên của hắn ta lại trỗi dậy, thấy tình hình căng thẳng. Twinky bấm nút công tắc khiến cánh của đóng lại. Takashi bị phân tâm nên đã để ba người chạy trốn. Quyết không bỏ qua chuyện này, Takashi và Morimoto truy đuổi tới cùng. Cuộc rượt đuổi ngay trong đêm với 4 chiếc xe Jeep trên đường phố đông người. Không may, chiếc ô tô của Morimoto gặp phải tai nạn, để lại Takashi một mình tiếp tục hành trình truy đuổi, Han giảm tốc độ để Shin vượt qua mình. Sau đó anh ta chen vào giữa để ngăn khoảng cách của Takashi với Shin. Không may phía trước là một đám đông, với tốc độ của anh hiện tại, rất khó để có thể thắng gấp mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cũng may đám đông đã tản ra kịp thời, Shin dùng kỹ thuật Jeep, trượt một đoạn dài quanh khúc cua, an toàn vượt khỏi nơi đó. Nhưng cuộc rượt đuổi đã phải kết thúc khi chiếc ô tô của Shin đã đâm vào một chiếc ô tô khác. Trong khi đó, chiếc xe của Han đã bị khống chế. Anh ta cố gắng xoay sở để thoát ra. Không may anh trong lúc băng qua đường, một chiếc ô tô khác đã đâm vào xe của Han, khiến nó lật và văng ra xa. Chiếc xe nát bét, Han bên trong thì đang hấp hối. Xăng xe lại cứ chảy cả ra ngoài. Khi Shin chạy đến với ý định lôi Han ra, chiếc xe đã phát nổ, chỉ để lại một ngọn lửa nuốt trọn cả chiếc xe và chủ nhân của nó. Takashi nhìn thấy kết quả này có lẽ cũng đã mãn nguyện, hắn lái xe rời khỏi hiện trường. Sau vụ tai nạn, Shin và Nila đi tàu điện ngầm trở về nhà của cha mình, nhưng không ngờ họ bị Takashi chặn đường, có vẻ như vẫn còn một mục tiêu để trừ khử. Hắn đến gây chiến với Shin, cũng may cha của Shin đã xuất hiện cùng với một khẩu súng trong tay. Mục tiêu của Takashi là Nila, vì vậy cô ấy đồng ý rời đi cùng hắn, mọi chuyện cũng được giải quyết, cha của Shin không muốn con mình tiếp tục gây rắc rối. Ông yêu cầu Shin trở lại Mỹ, nhưng Shin đã cầu xin ở lại thêm một thời gian để sửa chữa mớ hỗn độn mình đã gây ra. Cuối cùng, ông ấy đã đồng ý và thừa nhận những thiếu sót của bản thân với vai trò là người cha. Ông đã không quan tâm và dạy dỗ Shin để cậu gây ra bao nhiêu rắc rối. Nhưng quyết định lần này của Shin có quá táo bạo hay không? Khi anh đến gặp Twinky và nói rằng mình sẽ đến gặp Kamata, trả số tiền mà Han đã làm ông ta thất thoát, Twinky đưa cho Shin số tiền mà cậu ta cần với hy vọng bạn của mình có thể toàn mạng trở về. Một mình Shin đến đó, cậu học sinh chưa đủ 18 tuổi đối mặt với thế giới ngầm Yakuza. Kamata nói rằng đừng nghĩ mang tiền đến và có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng. Shin đề xuất một giải pháp hòa giải và anh đã xin phép được đua cùng với Takashi để giải quyết xích mích giữa hai người, với người thua cuộc phải rời Tokyo. Kamata đồng ý với thử thách. Shin quay trở về cùng những người bạn đến nhà của Han để tìm lại chiếc xe, lấy những động cơ của nó mang đi nâng cấp cho chiếc Ford Mustang Fastback 1967 của cha Shin, khiến nó trở thành một chiếc xe để Jeep. Sau nhiều lần điều chỉnh và thất bại, cuối cùng chiếc xe cũng gần như hoàn thiện. Twinky lo lắng vì không phải tự nhiên Takashi lại chọn ngọn núi này làm đường đua, vì từ xưa đến giờ chỉ có Takashi là người duy nhất vượt qua nó mà còn nguyên vẹn. Đêm đó trên núi, Shin đến rất sớm để chuẩn bị, đám đông sau đó tụ tập lại, có cả ông Kamata cũng tham dự để xem cuộc đua. Camera được lắp xung quanh các vách đá treo leo, qua đó những cổ động viên có thể quan sát hai tay lái lộ qua chiếc điện thoại của mình. Ban đầu Takashi dẫn đầu, nhưng sự tập luyện thường xuyên của mình đã giúp Shin bắt kịp đối phương khi chiếc xe của Takashi vượt qua một khúc cua và mắc kẹt lại. Anh ta đã bị Shin vượt mặt, quyết tâm giành chiến thắng. Takashi tăng tốc lên và đuổi theo áp sát gây cản trở cho Shin để bản thân có thể vượt mặt đối thủ. Địa hình ở đây là những đoạn đường ngoằn ngoèo với các khúc cua nối tiếp nhau. Nếu trong lúc Jeep có bất kỳ sai sót nào, có thể chiếc xe một là đâm vào đá, hai là rơi xuống vực thẳm. Kiểu gì cũng không toàn thay, cả hai đã rất tập trung, điều khiển tốc độ và phanh một cách cẩn thận. Đến một đoạn, Takashi lại tiếp tục đâm vào xe của Shin. Anh ta muốn chiến thắng đến mức lái xe lên vách núi để vượt mặt Shin, thế nhưng đến một khúc cua, vì mãi lo nhìn sang đối thủ, Takashi không thấy con dốc trước mặt,
Anh ta phanh gấp nhưng chiếc xe lại bị lệch bánh và rơi xuống núi. Trong khi đó, Xin đã lái xe đi theo con dốc xuống được đường mòn dưới chân núi. Không ngờ lúc này anh lại chạy qua nơi chiếc xe của Takashi rơi xuống, cố bẻ lái cho chiếc xe không bị rơi trúng. Xin chạy một mạch đến vạch đích trước sự cổ vũ của các cổ động viên, thành viên của Yakuza đến giúp đỡ Takashi ra khỏi chiếc xe. Hắn đã là kẻ thua cuộc. Kamata thực hiện thỏa hiệp của mình buộc Takashi rời khỏi Tokyo, cho phép Xin ở lại đây mà không gây bất kỳ khó dễ nào. Một thời gian sau, Xin được công nhận là vua Jeep mới, cùng những người bạn của mình tận hưởng sự tự do và nơi ở mới của họ. Twinkie thông báo rằng có một kẻ cũng xưng là vua để đến đây thách thức Xin trong giải đua đường Plymouth năm 1970. Ban đầu Xin miễn cưỡng nhận lời, nhưng khi phát hiện ra rằng Dom từng là bạn của Han, cả hai đã bớt căng thẳng hơn. Bộ phim kết thúc với cảnh Xin và Dom bắt đầu cuộc đua, để lại ẩn số cho khán giả, không biết ai trong số họ là người chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Ngọc không mài giũa sẽ không sáng. Siêng 500 chỉ đã giúp Xin giành được phần thắng trong những trận đua. Và sự xuất hiện của Dominic ở cuối phần 3 quả là khiến chúng ta bất ngờ. Xin hứa với các bạn rằng phần 4 sẽ mang đến cho các bạn một sự hội ngộ đầy gây cấn và thích thú.